Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Giải Mã TV. Các bạn thân mến, nhiếp ảnh gia là một nghề khá là nguy hiểm, đặc biệt là nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình về các loài động vật hoang dã. Để có được những bức ảnh sắc nét nhất và những khoảnh khắc tuyệt vời trong tự nhiên, họ đã lâm vào những cảnh nguy hiểm. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Giải Mã TV đi tìm hiểu về những lần nhiếp ảnh gia phải trả giá đắt vì coi thường sức mạnh của động vật. Đối với một số người, những bức ảnh này có thể làm nên sự nghiệp của họ, nhưng cái giá phải trả có thể là quá đắt. Các phóng viên ảnh chiến trường và nhiếp ảnh gia về đời sống động vật hoang dã thường có nguy cơ cao nhất vì họ phải tác nghiệp tại các nơi nguy hiểm. Nhiều người đã chết trong khi làm nhiệm vụ, nhưng những người còn sống đã kể lại những câu chuyện của họ. 1. Thoát chết kỳ lạ sau khi bị rắn mamba đen tấn công. Châu Phi khắc nghiệt là nơi sinh sống của loài động vật nguy hiểm hàng đầu thế giới. Có những kẻ tuy kích thước khiêm tốn nhưng lại luôn là nỗi kinh hoàng của người dân bản địa với khả năng đoạt mạng người chỉ trong tích tắc. Một trong những loài động vật khét tiếng nhất của lục địa nhiệt đới là rắn mamba đen. Rắn mamba đen là một trong những loài rắn độc hung dữ nhất trên thế giới. Một vết cắn của loài rắn châu Phi được mệnh danh là quan tài di động này có thể giết chết một người trưởng thành trong vòng vài giờ nếu như không được chữa trị kịp thời. Thực tế thì không có nhiều người có khả năng sống sót sau khi bị rắn mamba đen tấn công. Tuy nhiên, điều kỳ lạ vẫn có thể xảy ra. Đó là trường hợp của nhiếp ảnh gia Mark Laita. Anh là một trong số ít những người sống sót sau khi bị mamba đen cắn. Điều thú vị là Mark Laita chụp được khoảnh khắc con rắn ngoạm vào chân anh. Năm 2012, Mark Laita đang làm một cuốn sách viết về các loài rắn độc. Anh đã đến vùng Trung Mỹ để chụp hình một số loài rắn độc với sự hỗ trợ của một người sưu tầm rắn lâu năm. Người này đã rút hết nọc độc của các con rắn chuẩn bị lên hình, ngoại trừ một con rắn mamba đen. Trong khi chụp hình con mamba đen, vì hung dữ, con vật đã thoát ra và tấn công vào chân trái của Mark Laita. Mark Laita đã chảy rất nhiều máu nhưng vẫn sống sót mà không cần điều trị. Người nhiếp ảnh gia này cho rằng mình đã may mắn thoát chết vì rất có thể con mamba đen tấn công anh hôm đó không phóng độc cùng với vết cắn. Hai, suýt chết vì bị bò bison, châu Mỹ nặng 1 tấn tấn công. Willis Trum là một nhiếp ảnh gia của động vật hoang dã. Trong một lần chụp hình tại công viên quốc gia Yellowstone của nước Mỹ, anh bị một con bò rừng bison nặng 1 tấn tấn công. Bò rừng bison là một trong nhóm phân loại có danh pháp khoa học là bison, bao gồm 6 loài động vật quốc chẵn lợn to lớn trong phạm vi phần họ cho bò. Thay vì chạy đi, Willis Trung đã tiếp tục chớp lại khoảnh khắc con vật hung dữ đang lao về phía mình. Khi con vật ở rất gần, người nhiếp ảnh gia mới bắt đầu bỏ chạy. Tình huống nguy cấp đến mức anh phải bỏ lại toàn bộ máy ảnh ở lại. Con bò khổng lồ dừng lại vị trí của chiếc máy ảnh và xem xét với vẻ tò mò. Trong khi đó, Willis Trung tiếp tục chụp thêm vài hình ảnh của bò rừng với một chiếc máy ảnh khác. Trong một số trường hợp khác, thì Liz Sejonis và gia đình đang lái xe qua công viên của quốc gia Yellowstone của nước Mỹ thì phải dừng lại khi thấy một người đàn ông và một chú bò bison to lớn đầy lông lá đối đầu nhau giữa đường. Bò bison Mỹ trưởng thành có thể nặng đến hơn 900 kg, khắp người phủ đầy lông và phần đầu vai lớn trông tựa như có họ hàng với voi ma mút. Thế nhưng người đàn ông kia dường như không có mà không nào núng trước chú bò khổng lồ mà còn có ý giễu cợt nó. Lister Jones lập tức rút điện thoại ra và ghi lại hình ảnh người đàn ông chậm rãi bước sang đường, tiến lại gần chú bò bison và đấm ngực khiêu khích con quái thú kia. Chú bò bison đã chú ý đến người đàn ông và ngay lập tức quay lại để chuẩn bị tấn công. Không lùi bước, người đàn ông lại giễu cợt chú bò một lần nữa khiến nó bị kích động mạnh hơn. Vừa chụp ảnh rồi lại quay video. Lindsay Stone vừa hét lên, "Ôi trời, tôi không thể nhìn thêm nữa." Một người khác ngồi cùng xe với Jonas thì cũng hét lên, "Hãy ra khỏi đó đi." May mắn cho người đàn ông là chú bò bison đã nhanh chóng mất hứng, trả đũa và quay đi.
Người đàn ông vẫn còn nhìn theo chú bỏ lần cuối trước khi trở về xe để đi tiếp. Mọi chuyện diễn ra trên đường hai chiều khiến cho giao thông bị đình trệ trong phút chốc. Ba, tê giác lao về phía nhiếp ảnh gia rồi đột ngột chuyển hướng. Cùng với voi và hà mã hay là hươu cao cổ, tê giác là một trong những loài vật có kích thước lớn nhất trên cát. Chúng có thể nặng từ 1,5 đến 2 tấn. Thêm đó là lớp da dày cùng chiếc sừng nhọn hoắt khiến cho tê giác trông không khác gì những cỗ xe thiết giáp hạng nặng của giới động vật. Cũng giống như những người hàng xóm to lớn của mình, tê giác có bản năng lãnh thổ cực kỳ lớn. Chúng không hề thích sự xuất hiện đột ngột của những vị khách không mời, nên đôi khi sẵn sàng gầy gổ để đuổi các loài vật khác ra khỏi địa bàn. Nhiếp ảnh gia Jonathan Pretger đang chụp ảnh loài động vật hoang dã tại vườn quốc gia Kruger ở Nam Phi thì bị một con tê giác trắng tấn công. Anh không hề hay biết đang có một loài động vật to lớn tiếp cận mình. Anh chỉ nhận ra điều ấy khi nghe thấy tiếng xào xạc ở một bụi cây gần đó. Vài giây ngắn ngủi sau thì một con tê giác khổng lồ nhảy khỏi bụi cây lao về phía anh. Pretger không chạy, thay vào đó mà anh đã tiếp tục chụp ảnh khi tê giác đến gần hơn. Kỳ lạ là, khi đến gần nhiếp ảnh gia, con tê giác dường như đổi ý. Nó không tấn công nữa mà quay đầu chạy vào bụi cây trước đó. Jonathan Pretger về sau mới cảm thấy sợ hãi khi mà con tê giác lao đến mình giữa đồng không mông quạnh. Các bạn biết đấy, còn rất nhiều những cái kết đáng lòng mà các nhiếp ảnh gia chụp các loài động vật hoang dã nữa. Vậy thì hãy tiếp tục theo dõi video để xem đó là những cái kết nào nữa nhé. Bốn, nhiếp ảnh gia bị một con gorilla giơ nắm đấm và tấn công. Nhiếp ảnh gia Christopher Couty gần như bị một con gorilla đấm khi ông đang chụp hình tại công viên quốc gia Volcanoes ở Rwanda của châu Phi. Ông tiếp tục chụp ảnh khi Akarefuro đến gần hơn, ngay cả khi con khỉ đột dừng ngay trước mặt. Bức ảnh cho thấy rằng Akarefuro với nắm đấm to tướng đang nắm chặt như thể sẽ đấm Crotio vậy. Nhưng đột nhiên, con khỉ đột Akarefuro đã đẩy ông sang một bên và đuổi theo một con khỉ đột đực khác ở đằng sau các nhiếp ảnh gia. Con vật đó đã đi theo bầy của Akarefuro, có lẽ để có được một con cái. Crotio không bị thương nặng và chỉ kết thúc bằng một vết sẹo nhỏ ở trên đầu. Tuy nhiên, anh cảm thấy như mình đã bị một chiếc tàu hỏa hút vào. Một sự cố tương tự xảy ra tại Congo khi mà một con khỉ đột hung hăng bị buộc tội tấn công nhiếp ảnh gia Queen Burat Lucas. Các bầy khỉ đột không thích bị con người tiếp cận và bộc lộ thái độ thù địch với các nhiếp ảnh gia thường xuyên đeo bám chúng. Con đầu đàn trong bầy tỏ ra hung hăng và tấn công những người đến gần. Tuy nhiên, nó hiếm khi hoàn thành vụ tấn công và thường quay lại khi đến gần các nhiếp ảnh gia đang chụp ảnh. 5. Chụp hình sư tử tức giận ở khoảng cách 3 mét. Đó là trường hợp của nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Atif Saiz. Vụ việc xảy ra tại một công viên hoang dã ở Lahore, Pakistan. Khi lái xe quanh công viên, Atif Saiz phát hiện một con sư tử đực. Lúc này, anh ta đã nhanh chóng tiến về phía con sư tử, xuống xe và lấy bộ máy ảnh chuyên dụng tiến hành chụp hình con vật ở khoảng cách 3 mét. Con sư tử đực như cảm thấy bị quấy rầy, nó đột ngột chạy về phía nhiếp ảnh gia. Atif Saiz may mắn thoát chết vì đã để mở cửa xe, kịp thời đóng cửa lại trước khi con vật hung hăng, khổng lồ lao tới. Có lẽ Saiz đã dự kiến chuyện sẽ bị nó tấn công. Saiz nói rằng anh cảm thấy vui khi sự cố đó qua đi, đặc biệt là sau khi anh trốn thoát. Thế nhưng Saiz cũng tự nhủ là sẽ không bao giờ đặt mình vào tình huống như vậy nữa bởi vì nó quá nguy hiểm. Vậy là video đến đây là hết rồi. Các bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong video này? Hãy comment ý kiến của các bạn ở bên phía dưới bình luận.
Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng tiếc một like và chia sẻ để ủng hộ cho Giải Mã TV. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mỗi khi Giải Mã TV ra những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào!